Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thế Giới Gỗ Quý. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm rất là đặc biệt. Bởi vì là cái bộ sản phẩm này hiện tại đang không có nhiều. Bộ sản phẩm này thì em đang làm là hàng chọn gỗ, chọn vân. Chọn gỗ, chọn vân các bác nhé. Tại vì sao lại nói là hàng chọn gỗ chọn vân ạ? Thì các bác hãy cùng theo chân em đi đến cuối video để các bác có thể hiểu rõ hơn nhé. Đối với bộ này thì là nó là mẫu lui bằng da. Và kích thước thì em làm kích thước là chân 12 ạ. Đây là một bộ sản phẩm cũng bằng chất liệu gỗ hương đá luôn. Đó. Chất liệu gỗ hương đá này thì thực ra là các bác ở ngoài miền Bắc thì các bác lựa chọn rất là nhiều. Còn thường thường với chất liệu gỗ gõ đỏ thì các bác ở trong miền Nam sẽ sử dụng nhiều hơn. Đối với bộ sản phẩm như thế này thì các bác hãy nhìn giúp em lên phần chương ạ. Phần chương thì em làm với độ dày là chương dày 8 phân các bác nhé. Chương dày 8 phân. Và chi tiết đoạn này thì em làm kích thước chiều dài của nó là 2m50. Chiều cao từ chân lên tới đỉnh là 1m47. Và sơ phủ bì thì em làm là 75. Đối với bộ hoàng gia thì em sẽ có 3 kích thước. Kích thước này là kích thước nhỏ nhất. Cái kích thước mà bộ sản phẩm em đang quay trên màn hình đây là một kích thước nhỏ nhất. Đối với diện tích phòng khách 20 đến 25m2 là các bác đã có thể kê được rồi. Đấy. Ngoài ra thì em có những kích thước khác, ví dụ như 14 hoặc là 16, thậm chí là 18. Thì những cái bộ sản phẩm như vậy thì nó là kích thước to. Cứ phòng khách rộng hơn khoảng 30, 40, 50 thì nhà mình kê những cái bộ sản phẩm đó. Còn những kích thước nhỏ như thế này thì sẽ phù hợp với những không gian nhà ống hoặc thậm chí là nhà chung cư. Các bác cũng có thể xài được một bộ sản phẩm này. Với cái kích thước đoạn nhà mình có thể làm thu nhỏ lại 2m17. Còn phần đoạn ở đây hiện tại em đang làm dài là 2m50. Vách tựa lưng thì em đục là mẫu vách khung gương. Và những cái chi tiết đục trên phần chương là các bác có thể thấy là em đục chạm hình ảnh hoa lá tây và những cái bông hoa hồng. Đấy, hoa lan tây và những cái bông hoa hồng thì nó là những cái hình ảnh thực sự luôn, là sẽ không bao giờ lỗi mốt đâu ạ. Bởi vì là thậm chí là các bác để 25, 30 năm sau thì những cái hình ảnh này nó vẫn sẽ được áp dụng trong những cái thiết kế nội thất gia đình. Và bộ sản phẩm này thì hiện tại em chưa hoàn thiện xong, nó mới đang ở bước lót. Nó mới đang ở bước lót 3 thôi các bác nhé. Đối với một cái quy trình bộ sản phẩm hoàn thiện thì em sẽ có 7 bước sơn, 7 bước sơn. Sẽ có 4 lót. Đầu tiên là sẽ có 4 lót, sau đó là 2 lớp màu và cuối cùng là 4 lót này, sau đó là 3 lớp màu và 1 lớp bóng cuối cùng. Đó. Đối với bộ sản phẩm này thì bác khách hàng của bên cơ sở em có yêu cầu là chọn gỗ chọn vân. Chính vì vậy là các bác nhìn thấy cái đường vân của nó rất là đẹp và nhiều vân, phải nói là cực kỳ nhiều vân, và vân gọi là vân núi vân nước luôn các bác nhá, cực kỳ là nhiều vân đấy ạ. Đấy, các bác nhìn này. Đối với cái phần khuôn tranh thì em làm với độ dày là khuôn tranh dày 4 phân và ván là 2 phân. Tay đặc là tay đặc 100%, tức là cả một cái khối gỗ này. Trong những cái video lần trước thì em cũng đã giới thiệu rất là nhiều về cái phần tay đặc này cho nhà mình rồi. Cả một cái khối gỗ này em sử dụng để làm tay chứ không phải là ghép các bác nhá, không phải là ghép trên ghép dưới. Đấy, cũng không phải là ghép từ vai gì hết mà là cả một cái khối gỗ như này, các bác nhìn này, cả một cái khối gỗ này. Đấy, toàn bộ cả phần tay này đều là một khối gỗ hết, không ghép không nối. Cả phần chương cũng vậy, phần chương cũng là liền nguyên khối luôn. Đó. Và tiếp theo là 2 chiếc ghế đơn của bộ sản phẩm này thì em làm với kích thước chiều ngang của nó là 1m07, chiều cao từ chân lên tới đỉnh là 1m41 và sâu phủ bì thì là 75. Tổng thể cái bộ sản phẩm này được làm chọn gỗ cho nên là các bác nhìn vào những cái tấm vách lưng đến những cái tấm ván ngồi đều là chọn gỗ chọn vân, nó rất là đẹp. Đấy, cái hàng chọn vân như thế này thì khách hàng của bên em sẽ bỏ ra, tức là nhà mình sẽ đầu tư thêm khoảng 3 triệu, thậm chí có những bác đầu tư tới 6 triệu để chọn vân. Tay của ghế đơn thì em cũng làm tay đặc 100% các bác ạ. Và bộ sản phẩm này thì em đục 2 mặt. Các bác có thể thấy là đục 2 mặt, mặt trước và mặt sau. Đó, đây là chi tiết mặt sau của bộ sản phẩm ạ. Đây là chi tiết mặt sau của bộ sản phẩm các bác nhé. Và mặt bàn của bộ sản phẩm này thì em làm kích thước chiều rộng là 75 và chiều dài là 1m54. Đối với mặt bàn, chính vì bộ sản phẩm chọn vân cho nên là bác khách hàng của bên em có yêu cầu là để mặt bàn trơn thì mới khoe được những cái đường vân đẹp. Bởi vì là bây giờ mà mình chọn vân đúng không ạ, nhưng mà mình đục trên nó thì nhìn nó rất là rối mắt. Cho nên là những sản phẩm nào mà đã đẹp chọn vân rồi thì mình cứ để trơn cho em. Để trơn là đẹp nhất. Đấy, 2 cái chi tiết nhỏ nhất của bộ sản phẩm này đó chính là 2 chiếc đôn nhỏ. Sẽ có một chiếc đôn kẹp giữa 2 ghế. Thực ra chiếc đôn kẹp giữa 2 ghế này thì nó cũng rất là công năng đấy ạ. Bởi vì là khi mà mình để kẹp giữa 2 ghế như thế này, nếu mà mình ngồi uống nước thì mình sẽ có cái điểm, tức là mình cầm chén nước mình uống, ví dụ mình mỏi tay rồi mình có thể để sang bên này. Đó, cũng rất là đẹp, cũng rất là hiệu quả. hoặc là mình có thể để cốc này, tượng cốc này, hay là phong thủy đấy, hoặc là để những cái bình hoa nó cũng rất là đẹp. Hoặc là nhà mình có thể lựa chọn đôn kẹp bàn đấy. Nếu mà đã có đôn kẹp ghế rồi thì sẽ không có đôn kẹp bàn, còn nếu mà nhà mình lựa chọn đôn kẹp bàn thì không có đôn kẹp ghế. Đấy, nếu mà đôn kẹp bàn thì nó sẽ như bộ này các bác nhá. Nếu mà có đôn kẹp bàn thì nó sẽ như bộ này. Đây là đôn kẹp bàn. Đôn kẹp bàn thì nó sẽ phải cao bằng bàn. Còn đôn kẹp ghế thì cái mục đích của nó là để giữa hai ghế. Và một cái chi tiết cuối cùng là chi tiết đôn ngồi. Thì em làm kích thước của nó là 45 x 45. À em xin lỗi, kích thước của đôn ngồi này là 40 x 40 ạ. Tổng thể cái bộ sản phẩm này hiện tại thì ở cái mức đầu tư sẽ là 63.800.000 một bộ sản phẩm 6 món. Đấy, bởi vì là cái hàng chọn gỗ chọn vân cho nên là cái đường vân và cũng như là màu sắc của gỗ đều này, vân rất là đẹp. Bác nào mà quan tâm đến những bộ sản phẩm như thế này hoặc là các bác muốn em review giới thiệu những cái mẫu mã sản phẩm nào khác thì mình hãy comment trực tiếp ở phía dưới giúp em. Tất cả những cái bộ sản phẩm này em đều tặng các bác kính bàn và kính đôn để các bác sử dụng ngay lập tức, miễn phí vận chuyển 5 km, 50 km đầu tiên và bảo hành sản phẩm cho nhà mình trong vòng 5 năm. Cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video của em ngày hôm nay. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau.